Tùy theo phước báo của chúng sanh trên hành tinh này mà các bậc thánh tăng xuất hiện ra đời để quét sạch những tà sư ngoại đạo mạo danh là Phật giáo. Chừng đó, tất cả tu sĩ Phật giáo mới là những bậc thánh tăng. Khi nào tu sĩ sống đúng giới hạnh, thì Phật giáo trên hành tinh này mới trở về đúng nghĩa đạo giải thoát như thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Khi nào tất cả Phật tử thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người của Phật giáo, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Khi nào sự mê tín trong các chùa không còn nữa, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Khi nào tất cả Phật tử không cúng dường trai tăng cho những vị tăng phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Khi nào chương trình giáo dục đào tạo 8 lớp học bát chánh đạo được mở mang khắp nơi để Phật tử và tăng ni tham dự những lớp học này, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật.